Vừa qua, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang đã có buổi làm việc với đại diện công ty cổ phần Daisy Group và các đối tác về phối hợp thực hiện các chương trình mang nhiều ý nghĩa do Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang tổ chức sản xuất. Tại buổi làm việc, các đơn vị đã cùng nhau trao đổi kế hoạch phối hợp thực hiện các chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang sản xuất. Theo đó, Daisy Group sẽ đồng hành cùng chương trình trợ giúp khẩn cấp, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang tổ chức cuộc thi Tiếng hát người làm báo nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Sau buổi làm việc, đại diện công ty cổ phần Daisy Group và các đối tác cùng lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang đến thăm tặng quà cho hoàn cảnh của bà Võ Thị Huệ, ngụ khu phố 4, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, có con bị xuất huyết não khi vừa mới sinh ra. Hiện đang điều trị tại khoa nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa, tỉnh Kiên Giang. Hoàn cảnh bà Võ Thị Huệ được ekip chương trình trợ giúp khẩn cấp của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang thực hiện phóng sự phát sóng vào ngày 17 tháng 7 năm 2024. Tiếp đó, đoàn đến thăm gia đình vợ chồng của chị Thị Huệ Mạnh và anh Danh Vàng ở ấp Dàm Trăng, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, đúng vào dịp bàn giao nhà. Đây là căn nhà do chương trình trợ giúp khẩn cấp của Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang kết nối với các nhà hảo tâm xây dựng. Trước đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang và công ty cổ phần Daisy Group có buổi làm việc về cuộc thi Em là phát thanh viên. Theo đó, Daisy Group sẽ đồng hành cùng với đài trong cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 2 năm 2024.